chứ sợ gì nữa, giờ sợ gì nữa nè, cho ra hết dây luôn. Hello, xin chào bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Tư Khải TV nha. Thì hai niên nè, bữa là đại chiến con cá và thua thảo hại bạn ơi. Nhất là bo nè, bữa định lấy cây câu mại vàng xịn sò của mình, cuối cùng đâu có thắng nổi đâu. Thì ngày hôm nay mấy đứa có ý tưởng gì đặc biệt không? À cha, cha giờ không có ý tưởng là giờ ở mấy cha, đại chiến con cá thua rồi, hai giờ câu lại cha ơi. Con cá lại phải không? Phải cha. Bé tưởng xa đó phát, cũng như bữa tôi thắng mình không phát. Hai giờ mình có ý tưởng là làm diều đi anh Tư. Hả? Làm diều hả? Đại chiến làm diều? Trời ơi, dạ, bạn không biết rồi cha, mình ha là vua làm diều á, làm diều gì cũng bay, diều cá mập, diều sáo, diều gì cũng bay hết trơn á. Tao biết anh Tư làm diều này không được rồi mày ơi. Diều gì? Diều bạch tuộc á, anh Tư làm diều này không được rồi mày ơi. Diều gì? Diều bạch tuộc á. Diều! Hả? Có diều bạch tuộc hả? Trời ơi, con diều bạch tuộc mình chưa làm thiệt các bạn ơi, chết rồi. Ê, đừng có nói giỡn anh Tư nha, anh Tư làm con diều gì cũng bay hết trơn, hồi trước giờ chưa từng xem anh Tư làm diều sao. Diều gắn nè, diều phổ thông nè, diều sáo, tất cả những con diều đều bay bứt dây luôn. Nhưng mà có con diều bà tuột là chưa bay trời. Trời ơi, vậy là ngày nay em đã chiến làm diều bà tuột cái Tư. Đúng phải vậy. Trời ơi, sợ gì, chơi sợ gì, dám làm không? Nói hay quá vậy, thắng hỏi không bộ. Trời, mày cứ yên tâm tao đi, nhà tao làm diều hoài mà. Bộ ghê chưa? Trời, hay quá, thôi bộ gánh nha. Để tao đi. Ok, vậy là mấy đứa có ý tưởng làm diều bà tuột. Đúng phải vậy. Cũng hay, thì sẵn đây mình sẽ kết bạn xem luôn. Thì trước giờ là mình đã từng làm rất là nhiều loại diều khác nhau bạn ơi. Mà điều thả bay luôn nha. Thì công nhận bo nó thông minh thì các bạn ơi, nó biết mình làm con gì mà tuột chưa từng làm bao giờ. Thôi thì sẵn dịp này thì mình sẽ tổ tài luôn nha. Mình sẽ chế cho bạn xem với cái tài của mình, coi thử mình làm gì mà tuột bay không, thử bay cao cỡ nào để thắng tem mình hay không nha. Thì bây giờ anh Tư giao được chơi thế này đi, hai đứa hùng lại sẽ làm gì mà tuột đại chiến anh Tư. Nếu mà con diều của mấy đứa bay á thắng diệu Tư là hai đứa sẽ được 100k trà sữa miễn phí. Đây không? Chơi luôn chưa? Rồi. Chưa? Chơi rồi các bạn ơi. Thì ngay lúc này mấy anh em mình sẽ đi mua giấy các kiểu để mình chuẩn bị cái đồ nghề để mình làm diều bạch tuộc nha. Rồi, let's go mấy đứa ơi. Let's go. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ làm con diều bạch tuộc bằng cọng chổi nha các bạn. Và một tờ giấy trắng nha. Thì các bạn không có giấy này, các bạn có thể lấy cái tờ giảo mình học á, mình ship đôi lại, mình dán hai tờ làm đôi là cũng được các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ làm nha các bạn. Ủa còn hai tên điên thì sao không làm gì chơi, ngồi ngu vậy, giới thiệu cách làm đi. Anh Tư đại chú anh Tư đi, mở thoại lên coi anh Tư ơi. Trời ơi, hồi đầu tiên đó là tụi em nổ, tụi nó làm được. Còn tụi em mở điện thoại, trời ơi, mở coi tụi làm ai làm không được. Trời ơi, cha nói vậy là sai rồi chứ ơi, cha không nghe xưa nó nói hay cha, không biết phải hỏi con giỏi phải học với cha. Đúng, thâm lý. Ủa vậy là bây giờ mấy đứa coi điện thoại làm. Đúng rồi cha. Thôi thì bây giờ mình chấp luôn các bạn ơi. Tưởng sao mình chấp luôn, thì bây giờ mình sẽ làm theo cách của mình nha. Thì các bạn không cần học ở đây đâu, nếu mà thành công các bạn học ở đây. Bây giờ các bạn học mình đi. Rồi, thì mấy đứa tự làm đi nha. Dạ. Đó các bạn ơi, thì đầu tiên các bạn phải lấy một cái tờ giấy đôi như mình nha. Rồi bạn xếp gấp đôi lại cho mình nha. Đó, bạn gấp đôi cái tờ này lại, cái chiều dài nha các bạn. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ cắt một cái thân diều trước nha. Đó. Thôi để mình xê qua đây để nó cặp bi các bạn ơi. Để nó thắng mình lấy 100k. Chứ làm đi, cũng thiệt cặp bi đâu trời. Nói giỡn thôi bạn ơi, với tụi nó chắc cũng biết cách làm rồi. Thôi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu bằng cách làm luôn nha. Đó thì bây giờ mình sẽ lấy cái kéo mình cắt cái hình nha các bạn. Đó. Mình sẽ vẽ sơ lược cho bạn coi cái hình nè. Mình thấy cắt kiểu này nha bạn. Đó các bạn cắt. Đó, nè. Đó bạn cắt ha. Đó. Như vậy là nó sẽ ra hình một cái con bạch tuộc nha. Bây giờ mình cắt cho bạn xem. Các bạn bắt nguồn từ cái gốc đây nha. Thì các bạn cắt làm sao nó cũng đều, tại mình gấp đôi hai cái tờ giấy gọi rồi. Thì các bạn cắt cỡ nào thì nó cũng la hai mặt giống nhau hết trơn à. Đó, mình chỉ cần cắt ra là được một cái đầu thân diều nha các bạn. Ủa hai tên đi sao làm đấy, nhìn gì? Làm. Trời ơi, copy nữa rồi. Đi học chắc copy dữ lắm đây đó. Các bạn bo cho mình như đây nha. Rồi. Thì các bạn lật ra là nó có hình một cái con diều bạch tuộc các bạn ơi. Dễ không? Quá dễ luôn rồi. Ôi, giờ bắt theo luôn hả? Đúng rồi. Đó. Thì các bạn biết sao không? Thì ở đây là cái thân của diều bạch tuộc rồi nha. Bây giờ các bạn sắp lại cho mình một cái nữa. Và các bạn cắt một cái đường kẻ ở đây nè. Đây mình vẽ cho bạn xem Phan để cho mượn cái viết ra. Đó các bạn vẽ cho mình ở đây nè. Các bạn vẽ cho mình ở đây nè là nó ra một cái đuôi diều nha. Đó bạn vẽ vậy nè. Hình tam giác cho mình nè. Đó. Đó các bạn cắt cho mình ở đây là gì nữa, cái này là nữa thì thành một cái đuôi diều nha. Đó mình sẽ cắt cái đường này lên. Đó, thì mình đã cắt xong, bây giờ mình sẽ lật ra bạn coi nè. Đây, thì đây nó có mấy cái này là nữa, mình dán cái đuôi nha các bạn. Đó, mình sẽ dán cái đuôi vô đây nè. Rồi, tiếp sau nữa thì mình sẽ dùng cái cây này nè các bạn ơi.
Cái cây này các bạn phải giá mỗi cây đường thẳng cho mình nha. Đó, cây đường thẳng cho mình như thế này đi. Rồi, cái cây này thì một bên thì nó đầu bự đầu nhỏ cho nên nó không có đều, cho nên mình sẽ nối hai cái cây này lại với nhau nè. Để mình cong cái chiều này cho nó đều với nhau nha các bạn. Cứ cắt theo cái đường thẳng như chai chai mình làm là được liền các bạn ơi. Bạn bác ơi, đừng có chỉ người ta bác ơi, cái giò nó bác làm ba không được, quê lắm bác. Bạn ơi, các bạn đừng nghe nha bạn, mình chỉ nói sâu thôi, cái gì bạn nghe chai mình nói bạn ơi. Đó thì sau khi mình đã kết nối được hai cọng chổi lại nhau nha bạn. Đó thì nó vậy, nó cong cái độ này vừa phải là điều rồi ha. Đó thì tiếp theo nữa mình sẽ sử dụng hai cây làm cái thân nha. Thường thường các bạn nên sử dụng hai cây, tại mà biết sao ở giữa nó có chịu lực dữ lắm. Một cây để sợ yếu chịu nổi nha. Do mình sẽ sử dụng hai cây để ở giữa đây. Rồi tiếp sau đó thì các bạn chỉ dùng hai cọng dây này làm ít nè, hai cái cọng chổi làm ít mình nha. Đó. Thì cái cọng này các bạn để vậy nè. Đó, để ngay giữa bạn để đây rồi. Thì như vậy là ra cái hình của gì bà tuột nha. Thì sau khi mình đã dán ra cái đầu của con dì bạch tuộc, bạn thấy không, khá là đẹp luôn. Thì các bạn nào sợ yếu á, là làm hai cái chéo cũng được nha. Làm hai cái chéo là các bạn, cái cây này trường hợp cây này không có cần vòng tròn ở đây nha. Đó, cái cây tới đây nè, các bạn làm chéo kiểu này nè. Đó, còn mình là mình nghĩ khỏi nha, tại vì mình làm hai cái vòng tròn này các bạn đụng với nhau dưới đây luôn là không yếu nha. Cho nên mình sẽ bỏ qua một bước này, mình không làm chữ ít. Rồi, thì tiếp theo nữa mình sẽ lật lại các bạn, mình lật bên đây nè. Rồi, thì mình lấy hai cái vòng tròn của hai miếng giấy đỏ nha bạn, dán hai mắt hai bên đây. Rồi nhưng mà nó chưa ra hình cuốn mắt nha, các bạn cắt hai miếng giấy trắng nữa các bạn ịnh lên. Đó, dán lên. Rồi sau đó bạn tô cái này là màu đen nha, để cho nó hiện rõ cái mắt của bà tuột lên. Tại vì bà tuột là mắt nó màu đen với đỏ nha. Và cái phần cuối cùng các bạn cắt mấy cái đuôi đó, bạn dán vô mấy cái phần đuôi đây nè. Đó. Rồi. Thì sau khi mình đã hoàn thành xong cái con diều bạch tuột nha các bạn thấy không? Khá là giống luôn. Thì ở đây mình làm 5 đuôi nha. Đó, không biết là bay không nhưng mình thấy nó khá là thon gọn chứ chắc là lẽ là bay nha các bạn. Thì cái cộng độ cuối cùng là xỏ lèo cho nó nha. Thì buộc lèo các bạn nhớ xỏ đây nè, ngay cái ngã tư này nè, bạn xỏ các bạn. Rồi xong các bạn kéo xuống đây, xỏ ở đây nha. Dạ các bạn phải xỏ đường này qua để sau này mình thả là thả hướng này nha bạn. Chứ đừng có xỏ bên đây là nó bay ngược nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cột lèo nữa mình đi thả được rồi bạn ơi. A few moments later. Đó thì sau hồi chế tạo thì cuối cùng mình đã hoàn thành xong cái bạch tuộc các bạn ơi. 5 đuôi nha. Đó mà thấy không? Khá là gọn luôn. Thì cái đây các bạn thấy không? Đó mình không có làm chữ ít nha. Đó thì hy vọng gì mình sẽ bay để tháng 2 bạn nhỏ này nha. Rồi thì bây giờ đứa giới thiệu con diều đi. Rồi đây là diều của mình nha bạn. Đó thấy không? Cái đuôi này cũng khá là dài luôn nhưng mà chỉ có 3 đuôi thôi đó. Thì cho mình làm, mình chọn cùng mình làm hình chữ ít nha. Đó thấy không? Nhìn cái trời ơi. Là biết chắc rồi trời. Thấy là biết không biết lạ mà coi nè. Dán keo hai màu, chữ ít thì xíu xẹo. Trời ơi, con diều này bảo đảm không bay nè. Anh đu. Trời ơi, dây giống mà dây nhìn con mắt đi cho biết rồi. Con mắt thì nó lật đó. Cái này là con mắt á, mắt bị lé nè. Giận đi tôi. Trời ơi, chơi nó hay quá, chơi thắng nổi không? Ok. Thì ngày hôm nay mình có cuộc đại chiến nha. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thì hai đứa nếu mà thắng anh Tư thì thưởng 100k. Còn mà nếu mà thua là anh Tư cho anh phạt nha. Dạ ok luôn dạ. Ngay kể cả anh Tư cũng vậy nữa, nếu mà anh Tư thua thì mấy đứa có thể phạt cái gì cũng được hết trơn á. Rồi thì bây giờ mấy đứa sẽ đại chiến ai thắng trước đây. Em cho anh Tư. Ok luôn. Ê boy boy, anh thấy mình chế tạo phô quá gì thắng nữa cho mình không boy. Rồi 50% thắng phải thôi. Rồi 50% thắng chứ, phải 100% chứ. Thì hy vọng con diều thì sẽ thua mình nha bạn, chứ mình lớn vậy mà chẳng lẽ mình thua hai bạn nhỏ này thì rất là mất mặt luôn nha. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng có lại chút đầu tiên nha, tại vì hai đứa nhỏ mà nó làm diều được mình không có đụng tay bạn, thật sự mình không có phụ nha. Nhỏ mà nó làm diều được mình không có đụng tay bạn, thật sự mình không có phụ nha. Thì làm được vậy thấy khá là đạt rồi. Là sao vậy mọi người? Đó thì bay không không biết nha. Rồi bây giờ mấy đứa thả đi. Ơi, đây là đầu tiên mà làm gì mà tuột luôn bạn ơi. Mình hy vọng nó bay nghe. Chứ nó không bay các bạn cũng phải ủng hộ một like, một đăng ký để mình có tinh thần nha bạn. Dạ thả chưa bố? Dạ đây coi vô. Ok bố ơi bố. Rồi lên đi đó, lên đi đó, lên đi đó. Từ từ, từ từ. Cho dây lên cao, nghĩ nó sẽ đầm là mấy đứa ơi. Đó thì đây là lần thứ hai mình sẽ thả diều của phát triển lên nha bạn. Thì nói chung là trong cuộc chơi ai cũng muốn thắng hết trơn, nhưng mà thấy tem mình chế cũng khá đạt nha. Với lại làm cực khổ mà không bay thì cũng tội nghiệp đó nha, cho nên mình đã sửa cái lèo lại bạn ơi, hỗ trợ nha. Đó thì cái lèo nãy nó cột dưới đây nè, bây giờ mình sẽ dời xích lên đây nha. Mình sợ cái lèo nó không cân bằng nha các bạn. Đó thì hy vọng diều sẽ bay nha. Để bù lại cái công nó làm mà chưa tới giờ nha bạn. Rồi thả nè, lần thứ hai nha. Ba lần không bay là thua nha. Rồi lên. Ba khoan đi sửa lèo lên cái nữa đã. Chắc bay đó. Có thể bay nha. Rồi giờ sẽ kéo cái lèo tuột xuống đây chút nha.
thấy cũng có chuyển vọng nha bạn. Rồi chuẩn bị nha, tinh thần sẵn sàng. Chào đợi, chạy. Rồi nó quay vòng tròn với con lăng quăng hả? Lên, lên. Rồi bay đó, đừng có chạy, từ từ đi. Chạy là dư gió đó bay. Rồi em về hấp nước tương đi. Các bạn ơi, như vậy mình đã giúp hết cả con dê rồi, không bay được bạn, giờ tới dì mình nha. Đó thì trong thời gian của phát triển nó sửa lại thì mình sẽ thả dì mình nha bạn. Thì mình kết nối cái lèo bạn coi nè, nó song song với cái này là nói chung là gần 1/3 của cái đuôi nha bạn. Đó, hy vọng sẽ bay được nha. Đó, thấy không, căng gió luôn rồi. Đó thì bây giờ gió chắc ủng hộ mình luôn bạn ơi, giờ mình sẽ thả nha. Rồi đa số những con diều này làm á là mình nghĩ chắc cái đuôi nó nhẹ quá bạn, nó bay nó đảo quá trời luôn, chắc mình nghĩ hai cái phọt này giống nhau luôn á, cái đuôi nó đảo quá trời luôn á, có lẽ là do cái đuôi nó yếu ta. Sẽ sửa lèo đây chút nha bạn, co lèo lên tới cái đầu trên đây lại đi. Các bạn dây nha, không cần chạy gì hết trơn, giờ có gió khỏi chạy nha. Rồi sắp mưa bạn ơi, bay đi, sắp mưa rồi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ cột cái đuôi bằng cọng lá dừa thêm vô nha. Chắc mình nghĩ là máy diều này là đa số nó nhẹ đuôi nha các bạn. Cột đuôi vô mấy đứa ơi, đây cột đuôi vô. Đó thì mình tăng cường cho nó một cái cọng dừa, lá dừa vô nha các bạn. Hy vọng sẽ bay được nha. Chắc mình nghĩ nhẹ đuôi quá.
hùng 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 chưa? Rồi luôn rồi. Hết đổ chưa? Chưa. What? Chưa nổ hay chưa nổ hả? Mình chạy clip khác phải không? Thôi thì bây giờ đó là trước khi kết thúc video thì mình sẽ cho con gì này bay hết chạy cho bạn xem nha. Để coi nó bay cao cỡ nào với cái tốc độ lên cao không bứt treo nha các bạn. Cái cuộn chỉ này nếu mà nó hết là nó dài nó cao luôn bạn ơi. Chứ không phải ít nha. Rồi bây giờ anh chờ xem nha. Thì cái mùa mưa bão này là không ngờ mình làm gì quay cao vậy, mình cũng rất mừng nha bạn. Tại vì sao mùa mưa này không có gió đều, chỉ nhờ con diều của mình là nó lên cao, nó có cái độ gió trung bình đều nó mới bay được nha bạn. Chứ còn các bạn thấy con diều phát triển này nó cũng bay được, nhưng mà dưới thấp thì gió bạn ấy không có đều. Bây giờ sẽ cho hết vậy nha. Oh my god, cái đứa nghĩ gì anh Tư, hai bài hết chỉ gì nổi không? Chắc khỏi anh Tư, không sợ nó đứt không nổi, sợ gió khỏi hồi đất này thì vậy. Đó mình sẽ cho dây ra hết cỡ nha bạn. Ơi, con nghĩ cho anh chén diều này hay thì hết bạn, nhìn cái diều này không giống bạch tuộc mà như ma luôn rồi. Ủa con thấy gì sai nha, hồi đầu mình đã làm gì bạch tuộc thì giống bạch tuộc, tự nhiên giống ma. Trời ơi, không phải như ma đâu. Chứ biết sao không? Sao? Cha làm hai mắt hay cha? Thường thường nó màu đỏ không cha, còn cha làm đen thui rồi vậy. Thôi, thì bây giờ mình thấy gì mình lên chỗ đó là bạn thấy không? Nó bay hết muốn hết nổi rồi bạn thấy không? Đó. Không biết nó lôi nổi không chỉ này, mình không ngờ nha bạn ơi, không biết nó lôi nổi không nha. Đó thì mình thấy lên đó là nó càng mạnh hơn dưới đất, tại bởi vì sao? Tại dưới là gió nó yếu hơn trên. Ở trên là gió đậm hơn, thấy không? Đó, nó lên trên là nó đảo liền, thấy chưa? Tại lên trên là dư gió nha các bạn. Để coi cho hết cỡ luôn. Em sợ lên trên nó bị kìm rồi. Thì nói chung là đứt dây ai lượm được thì thôi chứ các bạn. Đó. Chứ sợ gì nữa, giờ sợ gì nữa nè, cho ra hết dây luôn. Lâu không rồi mới có cảm giác mà thả hết dây nhiều mà sợ vậy đó, bay đi con. Ở đó, nó xuống rồi, rồi. Ở đó, nó đảo xuống rồi. Các bạn thấy không? Càng về chiều thì càng bão bạn ơi, gió quá trời. Tranh thủ thả mấy đứa ơi. Trời ơi, trời ơi, coi đầu kìa. Trời ơi, lên, rẽ lên. Ôi, bão tới rồi. Bão tới rồi mấy đứa ơi. Tới rồi. Sắp sửa mưa lên nhiều, tôi chắc ướt quá. Tại những nhiều mình làm bằng giấy, bạn biết sao? Làm bằng giấy là mướt, làm anh chành liền á. Tranh thủ nha. Lên trên đi. Mua gì thì chỉ có xác đánh vui chịu không ta? Con diều là bằng giấy chắc không xác đánh được đâu em ơi. Sợ đánh là đánh mấy anh em mình, mấy anh em mình tranh thủ thả. Biết được gì nè. Đó đó, đó đó, đó đảo, đảo xuống lọt dừa luôn mấy đứa ơi. Trời ơi, quá là nguy hiểm, quá nguy hiểm. Rồi sao? Rồi, 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 bay xuống, mày lên, 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 lên. Ủa nghe thử vậy? Lên, lên cao rồi, lên cao rồi. Trời, mưa tới. Tôi có kéo không anh Tư? Chi vậy? Cắt, cắt dây cho quanh luôn anh Tư ơi. Trời ơi, về tôi đang bay ngon thì sao cắt dây được, mình phải cần cho nó cao càng nhiều tốt em nè. Các bạn ơi, thấy không, nó lên quá trời cao luôn bạn ơi. Nhưng mà gió càng càng mạnh gì mà nó đảo liên tục à. Đó, đáng lẽ mình thêm cút đuôi nữa là hơi ngon nha. Đó, mình sẽ cho ra hết cỡ luôn. Ai mà lượm diều này á, là hy vọng sẽ để dành diều này kỷ niệm luôn nha các bạn. Đó, lên đám mây xanh luôn rồi. Gai dây, gai dây, gai dây. Ồ, dây tua mạnh nè. Quá dữ rồi. Đó đó. Đâu, trời ơi, con diều nó bay lên đám mây xanh hết thấy bạn ơi, đang thùi lùi nữa rồi. Trời ơi, trời, người dân ta nhờ nó chơi, ta tưởng con ma dán trần luôn mấy trời. Đúng rồi, cái này thật như là mấy người mà trong mà kêu mà cái thế giới mà của những người mà trên cung trăng á các bạn. Rồi hết thấy diều nữa rồi. Đúng rồi, tiếng bèo còn thấy không? Còn thấy ra, thấy tí xíu à. Thấy thì mấy anh em mình nó lại nhìn còn thấy nhỏ xíu các bạn ơi, không biết camera có zoom nhìn thấy không nha. Đó. Em thấy con mắt lên rồi. Mình tại mình chế hai con mắt màu đen với đỏ đỏ thì nhờ đỡ nhìn còn thấy nha bạn. Nhưng mà gặp mắt màu trắng là mình không thấy đâu. Rồi rồi nó bay. Trời ơi nó bay nè. Cái cuộn chỉ gần hết luôn mấy đứa ơi. Đứt dây luôn. Trời ơi cuộn chỉ gần hết luôn rồi. Dây cứ lẻ vậy á. Phải ra chán gì mẹ mai chán chắc tới cung trăng rồi trời. Chắc sắp tới gặp thằng Nga chú cụi luôn rồi. Ủa gì đâu anh tới. Thì mấy anh em mình nhìn còn thấy màu mờ như bạn, biết camera nhưng nhìn thấy không nha. Ôi nó đảo quá trời bạn ơi, liên tục đảo luôn rồi. Rồi sao? Như dây nặng quá trời. Nó bắt đuôi rồi. Ôi nó bắt đuôi. Nó bắt đuôi rồi. Nó kéo lên nó bắt đuôi rồi. Rồi dính luôn anh tôi. Ok các bạn ơi. Thì như vậy con diều của mình á, tại bạn biết sao không? Cái khúc đuôi của mấy anh em mình làm bằng giấy rồi mình cột cái cục lá dừa vô. Rồi sau đó nó sẽ mục dần các bạn ơi, dạng đứt đuôi nha. Như vậy mình thả được giống như là 70% cùng chỉ nha bạn. Chưa hết cùng chỉ. Ok. Hơn một cây số luôn nha bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ bứt cái nhợ này bạn ơi, chứ không thể nào quấn vô nổi nha. Đó các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình đã đại chiến kết quả thì tem này không được 100.000 nha bạn. Mà mình đó là cái cuộn chỉ mình bỏ luôn bạn ơi, gần hết một cuộn chỉ nha. Đó thì để bù lại công mình làm với lại tụi nó nổ quá thì mình sẽ ra hình phạt nha.
thì bây giờ mấy đứa sẽ nhảy mương để chừa cái tội mấy đứa nổ. Ôi anh Tư ơi, trời đang mưa gì lạnh lắm, tôi em nhảy xuống hồ nó tiêu su em luôn anh Tư ơi. Hả? Dạ dạ muốn quịch hả? Trời ơi, bố anh Nam Nhi đại diện phu á bố ơi. Thà bị bút su mà hơi bị dụng hả? Trời ơi, bố anh Nam Nhi đại diện phu á bố ơi. Thà bị bút su mà hơi bị dụng hả? Không phải, người ta nói vậy nè, Nam Nhi đại diện phu, có làm thì có chịu. Đúng, đúng. Cái này là đây một bài học để mấy đứa đừng có nổ với Tư nghe không? Dạ. Rồi, nhảy vô cho anh Tư. Rồi nhảy kiểu này đi cha. Rồi, mấy đứa nhảy kiểu nào cũng được, em mạnh lên. Hết nổ chưa bố, hết nổ chưa bố. Anh Tư vô đây nắm chút yên Tư rồi. Mát không? Mát lắm anh Tư. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình đã đại chiến và kết quả mình đã thắng cuộc nha các bạn. Thì các bạn biết rồi thì trời mưa bão anh em mình cũng rất là cố gắng để làm con diều này cho nó bay được nha các bạn. Thì mong các bạn ủng hộ mình bằng cách nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn chia sẻ để ủng hộ nha. Mấy anh em mình sẽ bào hết cỡ luôn, bão to cỡ nào cũng không có cản bước chân mình được nha. Còn bây giờ xin chào các bạn, bye bye.